Dạ, em xin chào mọi người, em là Nam. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người hai cây Takamai nha. Là một đầu tiên là một cây ni lông và tiếp theo là một cây dây sắt nha mọi người. Thì Takamai nó trong hai cây này nó sẽ có giá là 18, một cây là 18 triệu và một cây là 11 triệu nha mọi người. Thì dòng Takamai thì có thể em sẽ không có nói quá nhiều bởi vì nó quá nổi tiếng rồi. À, anh em mà chơi làm sân khấu hay là chơi ở nhà tập luyện hoặc là những người sưu tầm thì cái thương hiệu Takamai này không còn quá xa lạ rồi. Bắt đầu ha. Đầu tiên là một cây NBT110N, là một cây dây ni lông nha mọi người. Đó, một cây Takamai dây ni lông. Thì cây này là scale là 16-14 ngăn, tính từ thùng đàn lên nha mọi người là 14 ngăn và bản cần của nó là 48mm nha mọi người. Đó, bản cần là 48mm. Dòng này thì chuyên cho mọi người hay đánh solo á, dòng này chuyên về cái dạng là solo là nhiều nha, mà điểm cũng rất là hay, âm mọc và kể cả âm EQ rất là hay nha mọi người. Thì cây này hiện trạng nó như hình đây, mặt lưng rất là đẹp ha, mặt hồng, gót cần. Đó. Và điều đặc biệt hơn là chiếc NBT này được lắp một cái EQ Takamai CT4B2 nha mọi người. Đó là một cái EQ khá là xịn ha. Cũng là EQ của Takamai nha mọi người, nhưng mà EQ này được nâng cấp rất là xịn nha. Rồi, ổ khóa là khóa gin. Cây đàn thì mặt tớp có một số cái vết cấn, vết chạy nhỏ nè ha, một số vết chạy nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì tới âm thanh nha mọi người. Ngựa thì chưa hở ngựa và cũng chưa dán lại luôn, còn nguyên gin nha mọi người. Đó, đây NBT110N nha mọi người. N là ni lông đó. Rồi, cái đàn này có một cái nhược điểm ở phía sau cần là đây, một chủ trước người ta muốn bảo vệ cái lớp cần này hay là người ta muốn chơi cho nó mượt hơn hay sao ấy, thì người ta đã phủ một cái lớp sơn ở ngay đây, dài xuống tới dưới này ha. Và em thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cảm giác mình đánh ha, nó cũng rất là êm tai lắm, cầm chỗ khá là êm tai lắm. Rồi, và cây này em bán với giá là 18 triệu nha mọi người. 18 triệu em tặng kèm hộp cứng. Đó, nói chung là đàn bên em bán đàn có giá trị cao thì phụ kiện của nó cũng sẽ cao cấp nha mọi người. Đó, là một cái khay, là một cái hộp cứng xịn của Takamai luôn, nguyên gin nha mọi người. Rồi một sợi dây đeo cũng là Takamai luôn ha. Rồi một bộ dây Savaret em lắp trên đàn luôn rồi ha mọi người. Rồi sau đây thì em sẽ mời mọi người nghe thử chất âm của cây NBT110N này nha. Và mọi người yêu thích cây này muốn sở hữu thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại em để trên góc mọi người, hoặc là nhắn tin qua Zalo. Em có kèm một cái link Facebook ở dưới phần mô tả nha mọi người. Mọi người ai có chơi Facebook thì kết bạn với em để theo dõi nhiều sản phẩm em thường hay nha. Rồi, sau đây em sẽ mời mọi người nghe thử âm thanh của NBT110N nha. Thank you.
theo đây là một cây ác cổ tích BT106 nha mọi người. Takamai BT106. Đây. Khóa là khóa gin nha mọi người. Khóa Takamai gin nè. Tình trạng là rất là đẹp. Tình trạng rất là đẹp luôn mọi người. Ha. Tình trạng không có chạy xước gì hết. Rất là bóng bẩy. Màu là màu True Tone Sunburst nha mọi người. Màu này là màu True Tone Sunburst. Đen và cam. Vàng vàng cam cam á. Đó. EW là EW gin nè. EW gin theo đàn nè. Rồi, cần đàn rất là liền lạc luôn. Mọi người mua cái này thì giống như mọi người mua một cái mới vậy. Khá là đẹp, rất là đẹp. Và hắc xanh. Đây, hắc xanh dày thấp mọi người. Em cần thấp cho nó dễ đánh. Và nó tiện cho mọi người khi mà đánh ngân cao hoặc là mọi người đánh sân khấu biểu diễn mà sử dụng đàn lâu á thì nó đỡ bị đau tay ha. Hai ngoại hình. Ngoại hình rất là đẹp. Rồi, cây này em bán với giá là 11 triệu nha mọi người. 11 triệu em tặng kèm học cứng nha. 11 triệu tặng kèm học cứng. Rồi sau đây em mời mọi người nghe thử âm thanh của BT106 nha.